Anh vừa mới tải một trò mới vô đây, rất là cù nha. Chơi như thế nào? Được lắm nha. Yeah boy. Yeah. Ôi giời. Được chưa? Yeah boy. Đâu? Sự biết à, tăng tốc độ luôn. Chơi ngại gì? Rồi. Vô. Chạy ui nó nhanh quá. Ai nhanh hay biết rồi. Ui sợ. Rồi nó tròn tròn trở dễ xoay. Ui toàn luôn cày thật sự. Vô dùng bánh xe chơi nó. Vô dùng này đi. Hay dùng này đấy. Mình đã nhanh hơn rồi, phải dùng cái bệnh hơn đấy, cực kỳ nhanh luôn. Ôi giời ơi bạn tuổi nha. Theo nó vô có ảnh nha. Đù ảnh mình dễ coi đù tới là có nhanh hơn hay con. Mình câu đấy. Dẹp ơi. Ui hết hồn. Ôi giời. Xin lỗi nha. Đi cục lát với chúng tôi. Ở đây chúng tôi là băng đảng thành tốc xích, ok chưa? Vô nè. Đâu, mình dễ ở đây. Đấy. Đừng đùa nha. Hồi toàn rồi. Toàn luôn rồi. Hồi rồi luôn rồi. Ông giáo ơi. Bứt tóc được hay không? Bứt tóc được rồi, xong luôn. Hồi luôn à. Sẽ làm kỹ rồi các bạn nha. Uga con ho ho. Uga ho ho. Yo. Kaku. Này cho nhanh nè. Wow.
Giờ tới cái này mình đã đi này cho nhanh. Đấy. Ui, bay luôn à. Kinh tế. Được thế nhờ. Đầu thử mình chờ. Đấy. Đấy. Đua không? Xin lỗi nha. Bạn còn non lắm. Dầu dầu dầu. Đấy. Mình có nên nghĩa hình trái tim thật đúng không ta? Mình nghĩa hình sợ đù mình hát lại liền. Ôi trời ơi, dễ mà sợ. Nhìn thấy đâu được bánh màu mới à. Thôi mình không quan tâm đâu. Dâu Hugo chúng tôi nè. Vậy cái đó làm cái gì? Vậy cái này nè. Sợ ơi. Đây, sẽ là hại rẻ. Úi dồi ôi dồi. Làm gì làm khó được mình. Ui. Ui. Khó thiệt, khó thiệt. Ui ui. 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 Toàn. Toan rồi ông giáo à. Toan rồi. Rồi xong. Thua. Tay tê. Tay bài liền. Thua. Còn mẹ nó. Mình sẽ nâng cấp. Mình sẽ nâng cấp đó mà. Dù tôi tốc độ bình thường của cái miễn hình dài dục kìa. Vì kia. Đấy. Phải như thế. Phải như thế. Nên mình chạy từ từ thôi. Ôi. Chậm thế. Ôi. Ôi. Đây. Mình biết cách quá này mà. Úi giời. Ui, đẩy. Chạy. Hồn. Toàn. Ui. Hồn vừa. Thì nó đã thấy một chân nhờ. Cày lại. Fuck bro. Đào tôi lại vì lại thấy anh tới đây rồi. Thank you.
Ui, tới từ 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 quán. Ui. What the fuck? Thấy gì không? Người ta gọi là đẳng cấp đấy. Phong cách chết chơi chưa? Mới vô mình ăn nó chưa đen, mình ăn vàng tới đây. Vô. Kiếp vô mình sử dụng lợi thế của mình rồi. Ôi sao? Sao dễ thế? Dễ thế? Dễ gì? Dễ gì? Dễ gì bạn ơi? Quá dễ luôn. Trời ơi. Dâm bán này không khó được mình đâu bạn ơi. Thế nào cho khó khó tí còn. Nền thịt Aku 1 2 3. Hoài Hoài. Cấp này vô lúc nập vậy mới vô mình hỏi ăn gian nó trước cái dài rồi dài để mình thắng khúc đầu đó. Ui, cái này mình được, mình nó được mình làm gì khó. Ủa trời này quá dễ luôn, đâu quá là điều bình thường luôn, đâu quá là điều bình thường luôn nha. Phải nào khó hơn tí được không? Đấy, người ta gọi là tốc độ. Ui, chết rồi. Ui. Ơ à. Ai, cây tê nhờ, vừa nó có một siêu rồi. Lợi dụng trước. Ăn nó khúc đầu rồi. Lúc sau nó ăn mình dễ hơn á, nên mình ăn khúc đầu là lợi thế. Mình bài rồi, mình sẽ thế nào. Ôi dồi ôi, đùa đi chính phủ, đùa này, xe đêm này, được thế, xe đêm này, đùa này, tại thế, nhà nhém mất sợ, nhiều quá nha con. Dưỡng mặt cái teo con do nè. Đấy. Giờ mình làm vàng mình phải cẩn thận thôi. Mình không được chơi kiểu tốc độ nữa. Ui mất đồng rồi. Ui 2 đồng. Ui 3 đồng. Ui 5 đồng. Rồi xong. Mất tới 8 đồng. Cậy nhọt. Sao sẽ tốc độ vô man à, chỉ cái đó làm cái gì, mình phải chơi cái lớn vậy nè, mình sẽ nhanh mà. cái lớn sẽ nhanh hơn bằng tin mình đi đấy. Ngon quá. Không phải corona nha. Này mình sặc ấy. Không phải corona nha. Ui. Cái gì đấy? Ồ, nó chơi như thế. Nó chơi. Cái này. Đây. sặc nha. Lấy corona vô mày con. Ui mình đang bỏ xa nó kìa, mình đang xa lắm. Ui sao 20 đồng luôn nha. Mình giỡn chúng tôi nè vô. Đấy. Ui nó có cái giò kìa.
cậu. The fuck? Đó là cái gọi. Really? Really, nigga? Wow, cái giò đấy. Không sao. Yeah boy. Yeah boy. Vào đây. Hết đi, vào đây. Này thì giò chúng tôi. Rồi sẽ chơi cặp cảnh. Oán sấm sét. Ôi sợ, ôi sợ. Thật đó của sấm sét. Ôi sợ. Ôi sợ. Nó quá là đi bình thường luôn. Nó là quá đi bình thường luôn nha. Ở đây cháu đậu có sắp xếp. Ôi sợ. Super super. Yeah boy. Wow. Dọc thôi. Đấy. Ui. Mình có một ảnh cha này. Ôi trời. Quá hay, mình cắt tốc độ chứ. Trở lại. Rồi, mình dễ cái này hả? Được luôn anh. Về đây. Ôi. Hay chậm không nhỉ? Chết. Tốc độ siêu nhân. Hơi. Móc này. Chạy này. Độ của bàn tay dài. Sao nó nhanh vậy? Lắc rồi, game à. Chết. Rồi xong. Ui. Này. Nó đây. Ui, nó tắm rồi nè. Không sao. Đồ còn non lắm. Uầy, được cái chiếc thằng lụm nha. Uầy, 50 đồng. 100 đồng. Ngon. Lơ. Được nha, được có ló. Mình sẽ nâng tốc độ tiếp. Dầu. Ngoài chúng tôi mà. Được. Đấy, này là bá bất diệt luôn. Hoa được tất cả luôn. Đấy. Mình đã nói rồi, cái này hay lắm. Uầy, nó chơi tay la bọt rồi, nhìn đi. Đuổi cho mình được. Tay la bọt đúng không? Đúng rồi, bạn chơi Minecraft sẽ biết mấy con tay la bọt ấy. Màu đen, mắt màu tím.
hình như ở trong cổng Liên Ngục á. Không biết, nhớ cho anh em cho mình biết nha. What's up bro? Đây là gì? Đây là gì? Đó. Nhưng mà mình chưa cần lắm. Đi. Bất bại luôn. Này, tập bảo ánh sáng. Phải vẽ cây này nè. Ui, nhanh vậy. Uầy, đây là có sấm chớp, có tia. Có dùng được tốc độ sấm sét trong đây. Tốc độ sấm sét đâu? Đâu rồi? Chứ sấm sét đâu? Như là hết rồi bạn ạ. Một tay. Úi xoạc, bỏ chỉ có một đồng thôi. Ui, bóng lỗ à. Mình lại nhớ chỗ bóng lỗ vậy. Lâu rồi chưa đi học ở bên chơi. Ui, con gà kìa. Con gà mày đẻ mà lắp con. Tao là con kỳ nhông nè. Ui sổ sổ sổ. Ê, mấy bạn biết mấy con tinh tinh nó hay đi vậy. Đó, đi vậy nè. Đi vô đây vô chân nè. Được thật sự. Ui dồi, tốc độ sấm sét. Tốc độ sấm sét. Chạy nè. Chạy. Nice try. Hey bro. Hey bro, what's up bro? Yeah bro. Màu yếu thế. Sẽ giờ giác cối nha các bạn. Rồi. Hôm nay mình sẽ chơi gì đây ra? Sẽ lượm hết tiền rồi. Sẽ chơi thì nó đủ đi. Hoặc là mình vô dụng. Được. Phù. Không được bỏ nha. Không được bỏ trong này nha. Không được nha. Bỏng đầu rồi được. Hai tròn bốn hai đồng ba đồng. Mỗi 4 đồng rồi. Wow, mình được có 119 đồng. Yeah. Wow, nó sẽ nâng cấp tốc độ này. Yeah, rất vui khi các bạn xem tới đây nha. Like, share, subscribe cho mình. Sẽ làm những video tiếp theo.